And now we move to the second sound, nd, nd, okay. Look at my mouth carefully and listen with all your attention to how I pronounce this sound and try the best to mimic the sound. Nhìn cái khẩu hình miệng của Thanh một cách cẩn thận nhá. Và sau đó mình sẽ cố gắng là phát âm ra cùng với Thanh cái âm này nhá. Ok. Nd. 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 Are you clear? Ok, so how to pronounce this sound? Vậy thì chúng ta phát âm cái âm này như thế nào? Yes, cách đặt khẩu hình miệng thì giống y hệt âm t chúng ta đã học đúng không? Ok, tuy nhiên lưu ý cho Thanh, Thanh nhắc lại một xíu nhá. Đó là cái đầu lưỡi của mình sẽ đặt ở phía lợi hàm trên. Ok, yes. Và sau đó là mình sẽ ném một cái luồng hơi và phát âm ra cái âm này. Khi mà mình phát âm, mình sẽ thả lưỡi xuống. Cái âm này là âm đập lưỡi. Ok, d, d, d. Good job. Và cái âm này là âm hữu thanh, cho nên là khi mà mình sờ vào cái dây thanh quản của mình ấy, mình sẽ cảm thấy rung. Ok. Nd, nd, nd. Good job. One more time. Nd, nd, nd. Đập lưỡi đúng không ạ? Lưỡi đang ở chạm ở cái lợi ở hàm răng trên, rồi đập xuống, rồi cho lên đập xuống, cho lên đập xuống. Ok. Nd, 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 nd. Good job. Khi mà mọi người chạm vào cái cổ của mình ấy, nó phải rung nhá. Ok, không rung thì tính là mình phát âm sai đó. Ok. Nd, nd, nd. Mọi người cứ phát âm nó mạnh hơn một xíu, đến lúc vào câu nó bị rút ngắn là vừa. And now we have to practice with words. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập vào trong cái từ nó như thế nào nhá. Cái âm này cũng khá là dễ thôi ạ. Ok, mọi người lưu ý cho Thanh, đọc cái âm đấy nó sẽ cố gắng kéo dài hơn, đọc mạnh hơn so với các cái từ khác mình chưa học nhá. Ok, the first one, day, day, duck, duck, product, product, I, dear, I, dear. Hind, hind, mood, mood, mood. O o là dấu hiệu của u dài. Ok, mình sẽ đọc u. Two more lên, mình sẽ đọc mood, mood. Good job. Ok, repeat after me. Lần thứ hai mình đọc sẽ cố gắng đọc nhanh hơn, đọc tự nhiên hơn nhá. Mình sẽ không phải ngân dài nữa. Ok, repeat after me. Day. Duck, product, ideal, hide, mood. One more time. Day, duck, product, ideal, hide, mood. Great. And now we have to practice with sentence. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cùng với câu nhá. Xem ở trong câu cái âm nd đấy nó sẽ được phát âm như thế nào và được nối âm, nếu mà có trường hợp nối âm thì nó sẽ cái cách hình thái của nó ra làm sao. Cố gắng luyện tập cùng với Thanh nha. Yes. Cố lên, chúng ta sắp kết thúc rồi. The first one. Ted made the delicious dishes. Ok, trong câu này là câu trần thuật cho nên mình sẽ xuống giọng ở cuối câu nhé. The second time. Ted made the delicious dishes. Rồi, lưu ý cho Thanh câu này. Thứ nhất là mình có dấu hiệu A cộng phụ âm cộng E. Thì ở đây cái chữ A đấy nó sẽ được phát âm là âm E. Tức là âm E-I. Ok, mình đọc cái âm này làm sao? Trượt từ âm E tới âm I nhé. E. Good job. Và mình sẽ đọc là made, made. Và lưu ý không được đọc là made, made. Ok, phải đọc là made, made. Good job. Đây là dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ hai đó là chúng ta vừa học mấy bài trước xong. Cờ cộng er. Yes. Thì ở đây chữ cờ mình sẽ được phát âm là sh, được không ạ? Sh. Thế nên mình sẽ đọc là delicious, delicious. Repeat up
back to me. Delicious. Good job. Tiếp theo đó là chữ SH sẽ được phát âm là sh trong mọi trường hợp, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ thấy xuất hiện ở đây là chữ SH trong từ dishes. Dishes. Ok. Cái chữ SH ở đây mình sẽ được phát âm là sh. Dishes. Dishes. Good job. Ted made the delicious dishes. Yes, nhớ là chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối câu nhé. Ted made the delicious dishes. Ted made the delicious dishes. Repeat after me. Ted made the delicious dishes. Good job. Number two. How could David draw the picture? Ok, đây là câu hỏi WA question, cho nên mình sẽ đi lên giọng sau đó xuống giọng ở cuối câu. Yes. One more time. How could David draw the picture? One more time. How could David draw the picture? Cho thêm cảm xúc của mình vào khi nói nhá. How could David draw the picture? Repeat after me. How could David draw the picture? Một lần nữa nhá. How could David draw the picture? Number three. Have you double checked your dress? Rồi, mọi người lưu ý cho Thanh câu này câu yes, no question. Cho nên mình sẽ lên giọng ở cuối câu. Yes. The second time. Have you double checked your dress? Have you double checked your dress? Okay. Mình nối âm nhá. Have you double checked? Cái từ checked nó là âm t ở ending sound t, t, được chưa? Checked. Okay. Have you double checked your dress? One more time. Have you double checked your dress? Have you double checked your dress? Have you double checked your dress? Okay, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần dấu hiệu nhận biết âm. Âm này cũng rất đơn giản, giống âm hôm trước bài trước mình chúng ta học thôi. Cái âm này khi nào mình sẽ thấy xuất hiện chữ D ở trong tiếng Việt thì mình sẽ được phiên âm là âm D ở trong tiếng Anh. Ok, ví dụ nhá, mình có từ day, ok, die and down. Good job. Repeat after me. Day, die và down. Good job. That's it. Perfect and great. Now I hope that you can pronounce this sound perfectly after watching this video. And in the next episode, I will come back and help you with an other consonant pair in English. Thanks for watching. Goodbye!